là tình cờ mình đặt một đôi giày ở trên mạng. Đức thì lại không tìm được ship, người ship hàng đã phải tự thân ship đến cho mình. Trong quá trình trao đổi điện thoại thì có một chút trục trặc về không chỉ tiền, nên là trao đổi điện thoại khá nhiều. Xong rồi sau thì cái đôi giày đấy lại cũng vừa size nên cũng phải gặp mặt nhau rồi nhiều, và mọi chuyện bắt đầu từ đấy. Chỉ cần đặt vị trí nào của nhau và nghĩ cho nhau thì mọi chuyện đều giải quyết được. Thời gian quen nhau thì Đức cũng khá là lưu ý đen quan tâm. Thời gian đấy thì chưa nghĩ sâu xa được nhiều, chỉ nghĩ là Đức khá quan tâm và chu đáo với em. Nhưng mà Đức cầu hôn thì em cũng khá là bất ngờ, bởi vì là lúc đấy là cả hai đứa đang trên đà phát triển. Các cụ của câu là an cư lạc nghiệp, cả hai bên gia đình rất ủng hộ cho chúng mình, nên là mình cưới vợ, cưới hiện tại. Từ đầu thì mình thực ra là lúc đầu thì không biết là bằng không biết là cái tuổi, lúc đầu thì còn nói rồi là bằng tuổi. Thế là cũng một thời gian sau cũng có nhận lời, nhưng mà về sau thì biết là kém tuổi, là vì bạn bè mà giới cùng chắc là biết mình khá là cả kiên trì, phải dùng câu là kiên trì. Tất cả những mọi khó khăn đó sẽ luôn đi với em như bây giờ. Em không phải là người chu đáo lắm,